Xin chào tất cả mọi người. Chắc hẳn những bạn nào đã từng xem qua kênh YouTube của Phong Cận TV thì chắc chắn các bạn vẫn sẽ nhớ đến một series huyền thoại của anh ta. Đó là một series kể về một biệt đội siêu nhân ra tay bảo vệ những người dân sống ở trong làng Hero Team. Với một nguồn sức mạnh vô hạn, bọn họ đã chiến đấu, chống lại và tiêu diệt gần như toàn bộ quái vật xuất hiện ở trong làng. Và bọn họ chính là siêu nhân tứ trụ. Và rồi khi họ đã tưởng rằng ngôi làng đã trở nên bình yên và không còn có một con quái vật nào ở trong làng nữa thì họ đã rời đi. Nhưng họ đã sai. Vì họ rời đi nên không còn các anh hùng bảo vệ ngôi làng Hero Team nữa. Bọn quái vật đã thừa cơ hội xâm chiếm hết ngôi làng, khiến cho từ một ngôi làng bình yên vô cùng xinh đẹp bỗng nhiên trở nên hoang tàn. Tất cả những người dân sống trong làng đều phải rời đi bởi vì không ai có thể chống lại được bọn quái vật này. Và liệu rằng các siêu anh hùng họ có quay trở lại ngôi làng Hero một lần nữa hay không? Và ngôi làng ấy sẽ ra sao? Hãy cùng đón xem Vùng Đất Chết phần 3 với sự kết hợp giữa series Vùng Đất Chết và Siêu Nhân Tứ Trụ.